Em đi ra mình lấy cái khăn giặt. Đen thui. Ờ, khăn ăn được vậy. Bây giờ gì về? Về bây giờ đây. Tại sao ạ? Bây giờ về không? Bây giờ về luôn. Thì ba không cho phép. Vậy mất mát cái gì vậy? Cháu của con thì sao? Thế không phải còn thì bây giờ mát thì được đi. Chưa giờ về thì nó dẫn ngồi tí xíu rồi cho về, về cháu muốn. Chỉ thì một cái báo cháu. Mình cho cái riêng bút. Để lên chiều trà đó, bận ngày bận đêm. Mà không biết là làm cái gì. Thì để có đóng không? Đương nhiên là có. Chắc chạy ra. Không biết ở đó là bà cố hay không? Bà cố hay không? Lại bà cô bé tí. Bà cô bé thì còn trẻ thì người con lừa một đống tiền. Mà cho là tất cả những người nghe đàn bà đều là số. Chị nếu. Không cấm cậu lên đó, không công bằng chút nào cả. Vậy bà không cho lùng chứ không thì chị không cấm. Bà cố đưa hả? Bà cố chịu lực lực 5 ký. Cấm chị con, không bị đến đó chứ. Thế vậy chứ, bỏ xin lùng ký. Chịu lực lực 5 ký, kéo. Con không nghe tôi đâu. Úc ơi Úc. Không cho bố ạ. Về chưa? Về chở nó không mấy đẹp về đó cái nó ở đây tôi thấy nó nhúng ai mà ở đây là cái gì đúng rồi về chở mấy đẹp về đi nhúng mày chở về đi ở đây không nhúng ai không có nuôi không nhúng đừng mày nghe tôi đẹp không mặc được cuối cùng mà ngoại phải mua 20 bộ để cô Út ơi, trời ơi, đẹp đâu lớn rồi, qua nhà cầu hàng chơi, qua nhà cầu hàng chơi. Tham gia biết chơi thì chơi cầu hẹn. Về thôi đâu? Về ông nữa chứ. Qua nhà ông đó. Ông. Ông ngoại. Ngoại hoàng. Ngoại hoàng. Ngoại hoàng. Ngoại hoàng. Ngoại hoàng. Đi chứ ở đây thì có những ai đâu mình anh ăn pha các bác đâu xuống dưới nhà ba ở rồi giỏi giỏi đó là lại ông để ngồi đây để ngồi đây coi cái mặt chùi mày chùi cái miệng nó gì như râu kìa đi qua bắt chùi nhá lại chùi nhá thế chứ bà không để kiếm nghe cái gì gần đây gì ạ? Ai đâu ăn? Con ăn được chồng không? Đúng không? Không còn ai nữa hả? Ai còn ai? Đồ thì thua em rồi. Còn ai? Bác ấy mà. Gì? Hả? Gì? Ở đi đi, cô Út mày về nhà, đi theo đi. Út ơi Út, chở mấy đẹp này đi. Nấu được mấy mấy mắt không? Khỏi đi. Mấy mắt, khỏi đi rồi. Để tôi kêu Út rồi. Đi đi, cầm áo quần đi. Mày mẹ. Mày đổi vô lấy áo quần áo cho nó đi xuống kia đợi đi. Cái mấy đẹp nè, đổi lấy quần áo đi. Để đi xuống cuốn nó ở. Bà nội vô lấy quần áo đi. Không đi tao cũng cho đi. Ở đây không đây không đúng mà em. Thế để xuống cho bố ngoài nó tốt lắm. Vô dành tóc nhiều vậy nè. Cháu đi. Để ba tháng ta kêu lên. Ba tháng là cái đó cho nghe. Rồi, bố con nghĩ rồi. Thôi bây giờ lấy quần áo con toàn rồi bé xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nằm xuống giường thôi. Nó quay mấy giờ cho em nằm đi, xem nào đi hả?
Cho Vũ nó lại đi. Vũ nó lại với ngoại nè. Đưa đi lại với ngoại không? Đi lại với ngoại nhá. Có ăn buồn này. Đồ móc. Cái gì? Trái nó ở một bên. Ta nó quá khổ. Bây giờ là nhà tiên tri nữa sao? Đi về. Sao con khổ rồi? Số con sức khổ rồi. Cái khăn của chị Hương mua sao vậy? Không. Cô này. Nhà đi cái con bạch của nó. Quỳnh ơi. Trời ơi. Trời ơi nha, con đi về luôn. À đúng rồi. Cầm luôn này. Mày mua thêm cho ta cái đây nữa. Cái gì? Cái áo khoác hả? Không gì hả? Màu đừng có màu đỏ là được, đừng có màu sáng là được, đừng có màu tối là được. Đen đen. Đừng cái trắng. Màu đen á. Màu đen được mà. Không, có con mặt màu hồng thôi, hồng công chúa. Mua đồ cho Ruby màu hồng hồng, xong mình cũng hồng hồng, hai mẹ con nó hồng hồng. Ô, không có hồng, tao đen với cái gì cũng hồng hết, chỉ cái quần áo cũng nhiều hồng. Đen với đà đi. Ờ, nhanh nhanh về, mình về dưới giờ là bú. Lên xe bú. Nghe con về nghe ba về nhà rồi nha. Tôi mới xuống. Ba về nhà ba hả? Ba sách cho con vui lắm. Về nhà ba, con hả? Ba về nhà ba, con về nhà con hả? Chúng ta chia nhau hả? Bỏ một đi. Bỏ bê ở đó. Thì con Trinh cho nó đọc đi. Nóng quá. Từ từ rồi á. Quên. Người ta lên lấy cái gì nè. Ủa bị vô luôn rồi. Vô mà bỏ lên xe. Nghe nóng chứ không. Cái gì mà quá mà nó chắc chắc vậy hả? Nó cho con hả? Mà nó trả mộ mà. Nó cho con bố hả? Ừ. Nhà mình thả mộ mới tập kỳ. Cái gì đó? Cái gì đó? Lên đồ này. Đồ này. Đi. Mày ông hoàng ghế này. Ông hoàng vừa lái vừa ghế này. Ông ngoại này.